Lúc nãy có một khán giả hỏi là anh ơi, nhờ anh hỏi Đỗ Hùng Dũng là Hùng Dũng thích Ronaldo hay Messi hơn. Em nghĩ trong hai người thì em thích Ronaldo hơn. Thì Ronaldo chơi cho MU. Đúng cái thời em xem đá bóng là khoảng 2006 2007 bắt đầu xem ấy. Thì thời đấy bắt đầu xem thì thật ra em thích Ronaldo nhưng thật sự là tôn trọng Messi, và nếu mà chọn một trong hai người, ai là người xuất sắc hơn thì em chọn Messi xuất sắc hơn đấy. Nhưng mà mình thích Ronaldo. Nhưng mà nếu mà đúng do chuẩn ra thì Messi thực sự là cầu thủ xuất sắc hơn. Anh thấy có một cái điểm thế này, Hùng Dũng có thể phân tích được cho anh không? Tức là nếu mà xét về góc độ nhà báo nhá, thì cái cửa là 50-50, tức là số người mà thích Messi với Ronaldo gần như bằng nhau. Nhưng nếu mà hỏi cầu thủ và huấn luyện viên nhá, thì hầu hết là cho Messi. Hùng có thể Dũng có thể lý giải với chuyện đó, một người là cầu thủ như thế này, gọi là nếu như hai bên đều gọi là có một đội là Ronaldo, một đội Messi chẳng hạn, con người như nhau, nó giống như kiểu là vứt Ronaldo 10 khúc gỗ và Messi 10 khúc gỗ chẳng hạn. Thì em nghĩ là đội Messi sẽ chơi được bóng nhiều hơn. Vì Messi ở đấy anh ấy có thể làm bóng này, anh ấy kiến tạo này, anh ấy ghi bàn này, anh ấy xây dựng lối chơi này, đủ hết mọi thứ. Trong khi Ronaldo thì sao, 10 khúc gỗ kia phải chuyền bóng cho Ronaldo để Ronaldo ghi bàn. Thì cái việc chúng ta thấy là Messi phải làm được nhiều việc hơn. Và sẽ có ích cho đội bóng nhiều hơn với Ronaldo. Và cảm giác để trở thành Messi khó hơn để trở thành Ronaldo, đúng không? Bởi vì ví dụ như Dũng là cầu thủ chẳng hạn, Dũng bảo để có thể đá được một cái quả với lực rất mạnh như Ronaldo, hay là bật cao đánh đầu một cái quả như Ronaldo, là cái chuyện chúng ta sẽ phải nỗ lực tập luyện và có được cái chuyện đó. Nhưng bảo đỡ một quả bóng dính vào chân như Messi, rồi đi những cái đường bóng như Messi, tạo ra những cái kiểu thi đấu như Messi, là cái chuyện đôi khi chúng ta tập cả một đời cũng không thể làm được, đúng không? Gọi là Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất của trái đất bình thường, của trái đất. Còn Messi là cầu thủ ở hành tinh khác. Messi là người của sao Hỏa, sao Kim rồi. Đấy là lý do mà anh thấy là các cầu thủ hay huấn luyện viên cứ thích Messi hơn đấy, hoặc là cứ đánh giá cao Messi hơn, bởi vì Messi tạo một thứ bóng đá mà họ không làm được. Tức là cái thứ bóng đá đó là một cái thứ bóng đá ở người ta nhìn thích mắt đấy, người ta thích nó, người ta yêu nó, nhưng để làm giống nó là một cái chuyện cực kỳ khó nếu bạn không có những phẩm chất như thế. Bây giờ mà bảo là những bạn làm những thứ giống Maradona ngày xưa làm sao làm nổi, đúng không? Maradona, mà Dũng có xem cái băng hình tập của Maradona ở Napoli không? Đá quả bóng lên giờ, nhíu lên rời, đúng không? Sau giữ quả bóng xuống đất, sau lại đá cứ liên tục như thế. Nói thế thôi, để luyện được những cái skill đó là một cái chuyện cực kỳ khó. Nghĩa là Ronaldo thì đúng là làm được cái chuyện đó, tập luyện rất là nhiều. Và chúng ta thấy là Ronaldo có gọi là gì, ngày trước là có sút phạt Nakbo ấy, nghĩa là sút bóng liệng ấy, thì về sau là cũng có người sút phạt liệng Bale chẳng hạn, đánh đầu ghi bàn thì cũng có người đánh đầu ghi bàn nhiều. Đương nhiên không bằng Ronaldo nha, nhưng Ronaldo nhất sút phạt này, nhất đánh đầu thì đấy này, sút xa thì cũng có người sút xa cũng nhiều như vậy. Nhưng mà tìm một ông như ông Messi, ông dây bóng qua cả đội hoặc là có những tình huống xuất thần, không có người thứ hai nha. Nhưng Ronaldo thì không có người làm như vậy, nhưng Ronaldo là xuất sắc nhất ở đoạn khoản đấy. Nhưng mà để tìm được một Messi thứ hai rất là khó. Người ta cứ lúc nào cũng thích hỏi cái chuyện đó ấy, khán giả lúc nào cũng thích hỏi là đấy, ví dụ anh Quân ơi, anh thích Messi hay Ronaldo hơn? Hay là ngày hôm nay ngồi với Hùng Dũng ở đây, khán giả cũng tranh thủ hỏi luôn là Hùng Dũng thích Messi hay Ronaldo hơn? Thích nó là một cảm giác. Chúng ta có thể thích người kém hơn, chúng ta có thể thích một người không xuất sắc bằng, đúng không? Nhưng bởi vì chúng ta thích, có tình cảm với họ, đúng không ạ? Còn đánh giá về mặt năng lực thì nó lại là câu chuyện khác. Nó là một cái câu chuyện mà sự thật chúng ta phải đối diện với chuyện đó. Thì rõ ràng là anh biết rằng là có rất nhiều những fan hâm mộ của Ronaldo ở đây, nghe những chuyện đó cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Nhưng đôi khi chúng ta phải thực sự công nhận với nhau rằng Messi chơi một thứ bóng đá khác hoàn toàn so với những cầu thủ bình thường. Đấy là điều rất là rõ, đúng không ạ? Và đấy là lý do mà Messi luôn được đánh giá cao bởi những người có chuyên môn như là các cầu thủ hay là huấn luyện viên. Ronaldo rất là con người, tức giận là sẽ thể hiện sự tức giận, không thích là thể hiện sự không thích.
như ngày hôm nay, ví dụ là không đến sân tập là không đến sân tập. Câu chuyện nó rất là rõ như thế. Đấy, thì cái kiểu của Ronaldo rất là con người. Nhưng còn Messi thì hoàn hảo quá. Tức là mọi thứ nó cứ hoàn hảo thế nào ấy. Và đối với truyền thông mà hoàn hảo quá thì đương nhiên là nó sẽ không thú vị rồi. Ví dụ viết về Hùng Dũng bây giờ không biết viết cái gì. Nói thế thôi. Ngoài việc là ca ngợi Hùng Dũng ra thì không biết viết cái gì. Đấy, câu chuyện đang trêu là như thế. Thực sự nó là như vậy.